chứng bệnh của chính mình bởi vì nó nghĩ đến, do đó bị đổi khác vì hữu, bị lệ thuộc vì hữu, đời này hữu chi phối, lại hoan hỷ với hữu, khi nào có hoan hỷ, ở đấy có sợ hãi, với ai có sợ hãi, đấy tức là khổ. Chính do đoạn diệt hữu, phạm hành này được sống. Những sa môn hay bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự giải thoát khỏi hữu là do hữu, ta nói rằng tất cả những vị ấy không giải thoát khỏi hữu. Những sa môn hay những bà la môn nào đã đoạn tuyên bố rằng sự xuất ly khỏi hữu là do phi hữu, tất cả những vị ấy ta tuyên bố rằng chúng không nương tựa nơi hữu, do duyên sanh y upatik. Khổ này được sanh khởi chính do đoạn diệt tất cả sanh y, khổ không còn hiện hữu. Hãy xem đời rộng này bị vô minh chi phối, các sanh loại được sanh, ưa thích được sanh khởi, không thoát được sanh hữu, với ai sanh hữu. Tất cả mọi thời xứ, tất cả sanh hữu này vô thường khổ biến hoại. Như vậy, thấy như thật với chân chánh trí tuệ, hữu ái được đoạn tật, phi hữu ái hoan hỷ. Đoạn diệt ái hoàn toàn, ly tham diệt hoàn toàn, như vậy là niết bàn. Tỳ kheo ấy mát lạnh, không chấp thủ tái sanh, nhiếp phụ được ma vương, trận chiến đã chiến thắng. Vị tỳ kheo như vậy vượt qua mọi sanh hữu. Dạ hết. Dạ con xin được sư mít, dạ kính là cùng kính đảnh lễ trường tọa pháp thân vừa quang lâm đạo tràng, và kính chào cô tu nữ Như Pháp với nick Nhật Huỳnh. Dạ bát thân xin được kính mời cô nha. Đây, không có vị nào giơ tay nữa rồi. À, kính mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ, sa thú kính cảm ơn mình Bạch Thanh Á. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Tha Giá. Còn thành kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn mình Bạch Thanh Á cho họ Như Pháp biết được tín hiệu. Còn tu nữ Như Pháp, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Châu Hoan, cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai, cảm ơn cô Tâm Phương. Dạ, Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào IQ em đó. Kính chào Maharaja Thâm, kính chào Thâm Ma Su Khá. Mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Hoa Nguyệt. Mến chào cô Rạng Đông, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, mến chào cô Tâm Phương, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào Pháp, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Pháp, kính chào đạo tràng. Và con xin được ông bài kinh Tiểu Bộ. Và cảm ơn Minh Bát Thanh Á anh cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 3, Phẩm Nanh Đá, bài 10. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Uruvela trên bờ sông Nerancara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới thành chánh giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn ngay trong 7 ngày ngồi một thế ngồi kiết già hưởng thọ giải thoát lạc. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy, từ định ấy xuất khởi, nhìn đời thấy các chúng sanh với Phật nhãn bị thiêu đốt với nhiều loại thiêu đốt, bị nhiệt não bởi nhiều loại nhiệt não, bởi tham, bởi sân, bởi si. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này:
Mười đài này bị thiêu đốt, chi phần bởi cảm xúc tự mình nổi rõ lên, chứng bệnh của chính mình bởi vì nó nghĩ đến, do đó bị đổi khác. Bị đổi khác vì hữu, bị lệ thuộc vì hữu. Đài này hữu chi phối lại hoan hỷ với hữu. Khi nào có hoan hỷ, ở đấy có sợ hãi, với ai có sợ hãi. Đây tức là đau khổ, chính do đoạn nghiệp hữu phạm hạnh này được sống. Những sa môn hay bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự giải thoát khỏi hữu là do hữu. Ta nói rằng tất cả những vị ấy không giải thoát khỏi hữu. Những sa môn hay những bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự xuất ly khỏi hữu là do phi hữu. Tất cả những vị ấy, ta tuyên bố rằng chúng không nương tựa nơi hữu. Do duyên sanh nghi, upatthi, khổ này được sanh khởi, chính do đoạn diệt tất cả sanh nghi, khổ không có hữu. 11. Hãy đợi rộng này, bị vô minh chi phối, các sanh loại được sanh, ưa thích được sanh khởi, không thoát được sanh hữu. Với ai đổi sanh hữu, tất cả mọi thời xứ, tất cả sanh hữu này vô thường khổ biến hoại, như vậy thấy như thật. Với chân chánh trí tuệ, hữu ái được đoạn tận, khi hữu ái hoan hỷ, đoạn diệt ái hoàn toàn, lý tham diệt hoàn toàn, như vậy là niết bàn. Tỳ kheo ấy mắt lạnh, không chấp thủ tái sanh, nhiếp phụ được ma vương, trận chiến đã chiến thắng, vị tỳ kheo như vậy vượt qua mọi sanh hữu. Dạ hết. Ồ, xá thú bằng tay pháp nguồn, lúc nãy như pháp tưởng là quý vị đã ôn bài hết rồi nên như pháp ôn bài. Dạ, bây giờ mời pháp nguồn nha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Ân, Thượng Họa, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ Cô Tư Nữ Như Pháp. Dạ, hơi muộn một chút cho con xin phép được ôn bài ạ. Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bút Ta Cá, Kinh Phật Tự Thuyết Chương 3 Phẩm Nan Đá, Bài 10. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Uruguela, trên bờ sông Nê Rá Chá Ra, dưới gốc cây Bồ Đề, khi mới thành chánh giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi một thế kiết già, hướng thọ giải thoát lạc. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy, từ định ấy xuất khởi, nhìn đời thấy các chúng sanh với Phật nhãn bị thiêu đốt với nhiều loại thiêu đốt, bị nhiệt não bởi nhiều loại nhiệt não, bởi tham, bởi sân, bởi si. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Đời này bị thiêu đốt, chi phần bởi cảm xúc, tự mình nói rõ lên, chứng bệnh của chính mình, bởi vì nó nghĩ đến, do đó bị đổi khác vì hữu, bị lệ thuộc vì hữu. Đời này hữu chi phối, lại hoan hỷ với hữu, khi nào có hoan hỷ, ở đấy có sợ hãi, với ai có sợ hãi, đấy tức là đau khổ. Chính do đoạn diệt hữu, phạm hạnh này được sống. Những sa môn hay bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự giải thoát khỏi hữu là do hữu, ta nói rằng tất cả những vị ấy không giải thoát khỏi hữu. Những sa môn hay những bà la môn nào đã tuyên bố rằng sự xuất ly khỏi hữu do phi hữu, tất cả những vị ấy ta tuyên bố rằng chúng không nương tựa nơi hữu. Do duyên sanh y, khổ này được sanh khởi, chính do đoạn diệt tất cả sanh y, khổ không có hiện hữu. Hãy xem đợi rộng này, bị vô minh chi phối, các sanh là loại được sanh, chưa ưa thích được sanh khởi, không thoát được sanh hữu. Với ai đối sanh hữu, tất cả mọi thời xứ, tất cả sanh hữu này vô thường khổ biến hoại, như vậy thấy như thật. Với chân chánh trí tuệ, hữu ái được đoạn tận, phi hữu ái hoan hỷ, đoạn diệt ái hoàn toàn, ly tham diệt hoàn toàn,
như vậy là niết bàn. Tỳ kheo ấy mắt lạnh, không chấp thủ tái sanh, nhiếp phụ được ma vương. Trận chiến đã chiến thắng. Vị tỳ kheo như vậy vượt qua mọi sinh hữu. Dạ hết ạ, con đã ôn bài xong rồi, con kính dâng mic đến cô Như Pháp ạ. Dạ con xin phép được xin mic. Dạ sa thú kính cảm ơn cô Pháp Huân Lào Cai. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ sa thú đảnh thai. Như Pháp kính cảm ơn tất cả vị anh chị em đã hữu đã ôn bài tiêu bộ ngày hôm nay. Dạ, tại lúc nãy Như Pháp không có ngồi trước máy nên không biết vị nào sợ đặt từ nít một thì lại thiếu sót. Dạ. Bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Phẩm mê ghi giá. Dạ, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh. Cung thỉnh Pháp Sư và sau đó chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma. Nam Mô Sang Kha. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Sa. Nam Mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa na mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh na nghiệp bơn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh ràng, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh Pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ, Huynh Bát Tha Na cho Pháp xin bài mời. Dạ, cảm ơn Huynh. Con xin phép được đọc bài ạ. Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 4, Phẩm Mê Ghi Giá, bài 1 La Mã. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Cha Ly Ca, tại núi Cha Ly Ca. Lúc bấy giờ, tôn giả Mê Ghi Giá là người thị giả của Thế Tôn. Rồi tôn giả Mê Ghi Giá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, tôn giả Mê Ghi Giá bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con muốn vào làng tranh tú để khất thực. Này Mê Ghi Giá, hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Mê Ghi Giá sau buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào làng tranh tú để khất thực. Khất thực cỡ làng tranh tú xong, sau mỗi buổi ăn. Khi khất thực trở về, đi đến bờ sông Kimikala. Sau khi đến, bộ hành qua lại trên bờ sông Kimikala. Thấy đường xoài tươi đẹp, khả ái. Thấy vậy, tôn giả Mê Ghi Giá suy nghĩ. Thật tươi đẹp thay, khả ái thay rừng xoài. Đường xoài này thật là vừa đủ để một thiện nam tử tinh cần hành trì hạnh tinh cần. Nếu Thế Tôn cho phép ta, ta sẽ đến đường xoài này để tinh cần hành trì. Rồi tôn giả Mê Ghi Giá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Mê Ghi Giá bạch Thế Tôn.
ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào làng tranh tú để khất thực. Khất thực ở làng tranh tú xong, sau khi sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, con đi đến bờ sông Kimikala. Sau khi đến, con bộ hành qua lại trên bờ sông Kimikala. Con thấy rừng xoài tươi đẹp khả ái, thấy vậy con suy nghĩ. Thật tươi đẹp thay, khả ái thay rừng xoài này. Rừng xoài này thật là vừa đủ để một thiện nam tử tinh cần hành trì hạnh tinh cần. Nếu Thế Tôn cho phép con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần hành trì. Được nghe vậy, Thế Tôn nói với Tôn giả Mehiya: hãy chờ đợi, này Mehiya, chúng ta nay chỉ có một mình, chờ cho đến khi một tỳ khưu khác đến. Lần thứ hai, Tôn giả Mehiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn không có gì cần phải làm thêm nữa, không có gì cộng thêm vào việc đã làm. Nhưng đối với con, bạch Thế Tôn, có việc cần phải làm thêm nữa, có việc cộng thêm vào việc đã làm. Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn cho phép con sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần tu hành. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Tôn giả Mehiya: hãy chờ đợi, này Mehiya, chúng ta nay chỉ có một mình, chờ cho đến khi một tỳ kheo khác đến. Lần thứ ba, Tôn giả Mehiya bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, đối với Tôn giả không có gì cần phải làm, đối với Thế Tôn không có gì cần phải làm thêm nữa, không có gì cộng thêm vào việc đã làm, vân vân. Con sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần tu. Này Mehiya, khi thầy nói tinh cần, thầy ta có thể nói gì được. Này Mehiya, nay thầy hãy làm gì những gì thầy nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Mehiya từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài. Khi đến rừng xoài ấy, sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài và ngồi trú ban ngày dưới một cây. Trong khi Tôn giả Mehiya trú trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tâm ác không thiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Rồi Tôn giả Mehiya suy nghĩ như sau: thật vi diệu thai, thật hy hữu thai. Ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại bị ba tâm ác không thiện này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Rồi Tôn giả Mehiya vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Mehiya bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tầm ác không thiện hành, tức là dục tầm sân tầm hại tầm. Bạch Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: thật vi diệu thai, vân vân, hại tầm. Này Mehiya, khi tâm giải thoát chưa được thuần thục, năm pháp đưa đến sự thuần thục. Thế nào là năm? Ở đây, thiện bạn hữu, thiện thân hữu là pháp thứ nhất. Này Mehiya, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục, đi đến thuần thục. Lại nữa, này Mehiya, tỳ kheo giữ giới, không chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha.
đầy đủ uy nghi, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Đây là pháp thứ hai. Này mê dí giá, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục, đi đến thuần thục. Lại nữa, này mê dí giá, phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng, khai mở tâm, đưa đến giác hướng, nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện về trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có thể được không có khó khăn, có thể được không có mệt nhọc, có thể được không có phí sức. Đây là giải pháp thứ ba. Này mê ghi gia, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần phục, đi đến thuần phục. Xin sám hối với đạo tràng ạ. Lại nữa, này mê ghi giả, vì tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, kiên trì cứ không từ bỏ cánh nặng với pháp thiện. Đây là pháp thứ tư. Này mê ghi giả, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần phục, đi đến thuần phục. Này mê ghi giá, với vị tỳ kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị ấy sẽ giữ giới, sẽ chấm chế ngự với sự chế ngự của giới bổn bát ti mật khá. Đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu tập trong các học pháp. Với vị tỳ kheo thiện thân hữu, thiện bản hữu, thiện bằng hữu, sẽ giữ giới, sẽ sống chế ngự, vân vân, tu tập trong các học pháp. Được chờ đợi là phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Như câu chuyện về ích dục, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện về trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có thể có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Với vị tỳ kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị ấy sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp không thiện, để sanh khởi các pháp thiện, kiên trì, cương quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện. Với vị tỳ kheo thiện nhân bằng hữu, thiện bằng hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị tỳ kheo sẽ có trí tuệ, đầy đủ trí, đi đến thẩm sát sanh diệt với thánh thể nhập, đưa đến đoạn tận khổ đau. Lại nữa, này mê ghi giá, với vị tỳ kheo khéo an trú trong năm pháp này, bốn pháp cần phải tu tập, bốn pháp cần phải tu tập thêm, bất tịnh, bất tịnh cần phải tu tập với đoạn tận tham, từ cần phải tu tập để đoạn tận sân, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, cần phải tu tập để trừ khử tầm tư. Vô thường tưởng cần phải tu tập để nhổ lên khiêu mạn. Tôi là này mê ghi giá, với ai có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú. Với người có tưởng vô ngã, vị ấy đạt được sự nhổ lên khiêu mạn. Tôi là niết bàn ngay trong hiện tại.
Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: Một, cách tầm nhỏ tế nhị, hiện hành ý hoan hỷ, do không biết đến chúng nhiều trời, tâm động chạy nhiều đời, nếu biết chúng tầm tư, nhiệt tâm và chánh niệm, chế ngự được tư tưởng, khi ý không hoan hỷ, bậc chánh giác bỏ chúng, không còn chút dư tàn. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ cái bài hôm nay thì chánh kinh rất là dài. Chúng tôi xin được tóm lược trước khi chúng tôi giảng cái bài học hôm nay. Trước khi giảng thì xin đảnh lễ tóm tắt: Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phatawantang Á Phí Qua Đề Mỹ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư, bi trí vẹn toàn. Soa khá tô phá cá quá ta thâm mô thâm măng nạc mạ sa mỹ. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibano Phagavato Savakasanko Sankhan Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được tóm lược vài cái ý ở trong cái nội dung cái bài kinh này. Ở đây đó là tôn giả Mê Ký Giá. Tôn giả Mê Ký Giá là cái câu chuyện của tôn giả Mê Ký Giá. Chúng ta biết rằng cuộc đời Đức Phật có ba cái vị thị giả, và trong đó ngài A Nan là một cái vị thị giả có một thời gian dài và gắn kết với cuộc đời của Đức Phật đến hết đời, đến khi Đức Phật tịch diệt. Tôn giả Mê Ký Giá cũng là một trong ba vị thị giả. Nhưng mà rồi đó, cái câu chuyện được xảy ra đó là khi mà có tôn giả Mê Ký Giá cùng với Đức Thế Tôn ở trong một cái nơi nọ, thì lúc bấy giờ đó thì tôn giả Mê Ký Giá không có nghe theo lời Đức Phật. Khi mà thấy cái phong cảnh của một cái vườn cây, một vườn xoài thật là đẹp, thật là lý tưởng, thật là hữu tình, cho nên là tôn giả Mê Ký Giá đã xin Đức Phật đi vào trong cái khu rừng đó, khu vườn xoài đó để mà tịnh tọa, nghĩ rằng cái nơi đó là nơi thanh vắng, nơi đó là nơi trong lành, nơi đó là cảnh có thể là đẹp chẳng hạn, để rồi đến đó sẽ tịnh tọa. Thì khi mà thinh xin Đức Phật thì Đức Phật nghe nói rằng là Mê Ký Giá, nếu mà ông nghĩ rằng cái điều đó là hợp thời và đúng với ông, cái suy nghĩ gì của ông nghĩ là đúng thì ông nên làm những điều đó. Quả thật là tôn giả Mê Ký Giá ăn hầu Đức Phật, nhưng mà rồi là bỏ Đức Phật đi vào trong rừng. Nhưng mà rồi đó thì ở đây đó, vô trong đó nghĩ rằng là mình tu á, thì sẽ là tìm một cái cảnh thanh vắng, cái nơi hữu tình, nơi đẹp, nơi vừa ý của mình á, là mình tu nó tốt. Nhưng mà rồi đó là khi mà phiền não khởi lên thì không có thể kiềm chế được, không có thể kiềm chế được. Ở đây đó là một trong những cái thực ở trong đời sống. Thực ở trong đời sống, có nhiều khi mình ở cái cảnh này thì mình cho rằng cái cảnh đó nó không đẹp, không tốt,
không tiến tu. Thế là mình đi, mình tìm một cái nơi cảnh khác. Rồi đi, mình đi tìm một cái nơi cảnh khác á, thì mình lại gặp những cái chướng ngại. Chứ cũng không phải là như vậy. Và cái chướng ngại hay không á, là do cái tâm của mình thôi. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói rằng Tôn giả Mê Ghi Giá khi đã bước vô ở trong cái khu vườn xài đó, tịnh tu đó, nghĩ rằng sẽ có cái sự thành tựu, sẽ có những cái sự chứng đạt đắc gì đó. Nhưng mà rồi đó là dục tầm khởi lên, sân tầm khởi lên và hại tầm khởi lên. Cho nên nó cứ dấy lên hoài, nghĩ rằng cái cảnh này nó tốt, nghĩ rằng cái cảnh kia nó tốt. Giống như mình ngày nay thực tế là mình tu, nhưng mà rồi mình ở cái chùa này hoặc là mình ở cái nơi này, mình nghĩ rằng cái chỗ đó là tốt nhất. Nhưng mà đi đến đó cái tâm của mình không có điều chế được ấy, thì dục tham phiền não, dục tư duy khởi lên, hận tư duy khởi và hại tư duy khởi lên. Chuyện đó nó tuy rằng chúng ta biết cái câu chuyện của Ngài Tôn giả Mê Ghi Giá đó, nó trở thành cái bài học mà ngày hôm nay chúng ta thật sự là cần phải suy nghĩ rất là nhiều. Suy nghĩ rất nhiều. Cho nên khi mà Đức Phật quở Tôn giả Mê Ghi Giá đó, rằng tại sao ông nghĩ như vậy? Và rõ ràng là khi mà cái tâm của ông chưa diệt trừ, chưa có ngăn trừ được dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Ở đây gọi là dục tầm, hại tầm, hận tầm. Đó là ba cái tư duy bất thiện. Ba cái tư duy bất thiện. Và trong cái đời sống hàng ngày đó, là chúng ta thường bị những cái dục tầm này, tức là nói đến tham, và sân tầm này là nói đến sân, sân tầm, và hại tầm này nói đến sự não hại, đem đến sự tổn thương với những chúng sinh cả, dù là một suy nghĩ nho nhỏ thôi, suy nghĩ nho nhỏ thôi, thì nó cũng là một cái nguy hại cho cái đời sống tâm linh của một người tiến tu. Thì ở đây Đức Phật Ngài quở Tôn giả Mê Ghi Giá, trong khi Đức Phật Ngài nói như thế này. Ngài nói á, nếu quả thật là Tôn giả Mê Ghi Giá suy nghĩ rằng, nếu quả thật là nơi đây thật là vi diệu, nơi đây là thật là hữu tình, nơi đây là tốt á, thì rõ ràng là cái điều đó nó chưa phải là đúng vậy. Và ở đây khi Đức Phật Ngài nói rằng, này Mê Ghi Giá, tâm mà chưa được, tâm á, giải thoát chưa được thuần thục đó, thì năm pháp đưa đến sự thuần thục, thế nào là năm? Ở đây Đức Phật Ngài nêu rõ là như thế này. Cái điều thứ nhất đó, là cần phải có bạn lành. Cần phải có bạn lành. Hay là ở trong nội dung chánh kinh này gọi là thiện hữu. Tức là phải có cái bạn đồng tu. Cái bạn đồng tu. Cái thứ hai nữa đó là phải có giới hạnh. Cái thứ ba đó, nếu chúng ta có ngồi lại với nhau đó, để chúng ta bàn luận với nhau, chúng ta đàm luận với nhau, thì nên đàm luận những cái gì mà để rồi đưa đến cái nội tâm mình được an tịnh. Và pháp thứ tư nữa đó là người tu đó là cần phải có cái sự tinh tấn. Và pháp cuối cùng đó là pháp thứ năm đó là phải có trí tuệ. Thì bây giờ lần lượt chúng tôi sẽ giải thích như thế nào Đức Phật Ngài nói rằng những cái điều kiện năm pháp này xem như những điều kiện để cho mình dễ dàng tu, tiến tu, để đi đến cái việc nội tâm được an tịnh và lắng dịu đi dục tầm, lắng dịu đi cái sân tầm, và lắng dịu đi cái hại tầm. Ở đây thì Đức Phật Ngài nói cái pháp thứ nhất đó là thiện hữu, tức là có bạn lành. Hay là ở trong kinh Thập Tượng thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài cũng có nói là có bạn lành, kalanh và namittata, tức là một trong những cái điều kiện. Ví dụ như bây giờ nè, chúng ta thấy rằng có nhiều người nghĩ rằng mình tu là thôi, mình giờ mình tìm cái chỗ nào thanh vắng, rồi mình chuyên tâm, mình lo hành đạo, mình lo trau dồi nội tâm, thì không sớm muộn gì mình sẽ đắc đạo, mình sẽ chứng thiền, hay là mình được an tịnh nội tâm gì đó. Nhưng mà sự thật ra đó, những cái pháp đó là những pháp chính, nhưng mà những cái pháp khác đó là những cái pháp hỗ trợ. Trong khi cái công đức của mình, trong khi cái pháp độ ba la mật của mình chưa được đầy đủ, thì mình có cố công như thế nào đấy, thì mình cũng không thể nào mà có được cái sự an tịnh nội tâm, và cũng không thể nào mà mình chứng đắc
hay là thành tựu gì, trong khi cái dục tư duy nó khởi lên, dục tầm nó khởi lên, hay là sân tầm nó khởi lên, hại tầm nó khởi lên liên miên như vậy, thì làm sao có được cái sự an tịnh được? Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng với một người cần phải có bạn lành. Vì sao phải là có bạn lành? Ở đây thì quý vị thấy rằng như một bậc xuất gia, các cái bậc xuất gia thì phải có những bạn đồng phạm hạnh, những vị tỳ kheo tinh tấn, những vị tỳ kheo trì giới, những vị tỳ kheo có tri kiến đúng đắn, có gì vị tỳ kheo giới luật đầy đủ, vân vân. Thì những cái sở hành được đầy đủ và những tri kiến được đúng đắn như vậy đó, thì mình gần gũi những cái vị đó, mình học hỏi được rất là nhiều. Ví dụ như có khi đó là mình bị giải đãi, có khi đó là mình không có tinh tấn, có khi lại mình lười biếng, nhưng mà mình gặp một cái người bạn có cái sự tinh tấn, nó cũng là cái động cơ giúp đỡ cho mình, giúp cho mình có được cái động lực để mình tinh tấn. Thấy người ta ngồi thiền, thấy người ta tinh tấn làm, tinh tấn giữ giới, thấy người ta tinh tấn trong cái việc học Phật pháp, vân vân. Tức là thấy người ta tinh tấn thì mình bắt chước người ta và mình quan hỷ với cái việc tinh tấn của người ta, cho nên là mình sẽ cố gắng để tinh tấn. Hay vậy, bây giờ mình gặp một cái người bạn lành mà có đời sống đạo hạnh tốt, thì ít ra mình cũng sống chung với người vị đó, mình cũng được an tịnh nội tâm và mình cũng bắt chước một phần ở trong cái đời sống an tịnh nội tâm của một cái người bạn lành đó. Cho nên ở đây đó là Đức Phật ngài nói rằng giống như là chúng ta nghe ở trong kinh Tăng Chi chẳng hạn, có một lần nọ đó thì khi mà Đức Phật hỏi ngã nan á, con phạm hạnh là như thế nào, con đường phạm hạnh là như thế nào, thì ngã nan thưa với Phật: bạch Đức Thế Tôn, một nửa con đường phạm hạnh này là do gần gũi với bạn lành, là có bạn lành, có bạn lành. Thì Đức Phật ngài nói: chớ nên nói vậy A Nan, chớ nên nói như vậy này A Nan, hãy nên biết rằng toàn bộ con đường phạm hạnh này chính là nhờ thân cận bạn lành. Như vậy thì về mặt nào đó, một cái ý nghĩa thứ nhất là thân cận bạn lành là những người đồng tu với nhau. Ví dụ như bây giờ những bậc xuất gia thì có giới hạnh được tinh tấn được tốt đẹp, rồi sự an tịnh nội tâm, rồi có thân khẩu ý được tốt đẹp, những bậc xuất gia có cái đạo hạnh như vậy. Rồi những người cư sĩ cũng vậy. Những người cư sĩ là có đời sống tu tập của người cư sĩ. Khi mà mình gần bạn lành những cái người tu của mình, những người cư sĩ có tam quy, có ngũ giới, biết quý trọng tam bảo, kính trọng tam bảo, hộ trì bảo, thì những cái việc đó là những việc thiện, những việc lành của những người bạn, những người cư sĩ với nhau. Cho nên khi mà mình gần gũi những cái người bạn đó, mình sẽ được tốt. Cái thứ hai, ý nghĩa thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây là gần gũi bạn lành ở đây là sao? Cái tâm của mình phải luôn luôn gắn với thiện pháp. Gắn với thiện pháp. Suy nghĩ pháp. Thực hành pháp. Nói ở trong Phật pháp. Nói thiện pháp. Rồi mình tinh tấn ở trong cái việc thiện pháp hàng ngày. Để chi? Đời sống của mình luôn luôn gắn liền với Phật pháp, trong cái suy nghĩ của mình, trong cái việc làm của mình, trong cái lời nói của mình. Lát nữa chúng ta thấy cái chi pháp thứ hai đó là chi pháp thứ ba nữa là đàm luận. Cho nên ở đây đó, khi mà mình gọi là thân cận với bạn lành, cái ý nghĩa thứ nhất là gần gũi những người hiền thiện, những người có đạo đức, những người có đời sống tu hành tốt. Để khi mình gần gũi người đó thì chúng ta được cái sự lợi lạc rất là nhiều. Cái thứ hai là thân cận với bạn lành, có nghĩa là mình gần gũi với thiện pháp. Như chúng ta nghe cái câu pháp cú Đức Phật ngài dạy: tỷ kheo mến pháp, tâm tư hàng niệm pháp, xong rời bỏ chánh pháp. Chúng ta thấy không? Tỷ kheo mến pháp, thích pháp, tâm tư hàng niệm pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Tức là mình mến, mình thích, rồi mình tâm tư mình gắn liền với đời sống đó, thì mình sẽ không rời bỏ chánh pháp. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Pháp Cú.
chúng ta nghe, chúng ta hiểu. Như vậy thì cái điều thứ nhất để giúp cho cái tâm mình có thể dễ dàng an tịnh, dễ dàng tiến tu, đó là nhờ mình thân cận với bạn lành. Cái điều thứ hai nữa ở đây đó, Phật dạy là gì? Phật dạy là tôn giả Mê Giới Giá đó, là một có một vị tỳ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chánh hạnh, sự sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập theo các pháp. Đây là điều thứ hai. Thì chúng ta thấy rằng mình tu gì thì tu, nhưng mà ở cái buổi sơ cơ ấy, mình đừng có xem thường một cái gì, mà mình tu gì thì tu, làm gì thì làm, nhưng cũng đừng bỏ quên cái đời sống giới hạnh của một cái bậc xuất gia hay là một người cư sĩ. Chúng ta lưu ý như vậy. Cho nên là gì đi nữa, giới là một cái hàng rào để ngăn chặn cái bất thiện nghiệp của mình, cái hành vi của mình, cái lời nói, cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình nó sai trái. Cho nên là chính giới nó làm cho mình điều chỉnh lại, cho mình có một cái hành vi được đúng đắn. Và khi mà mình có hành vi được đúng đắn thì cái nội tâm mình nó có thể dễ dàng đi đến cái sự an tịnh. Mình mà sống lôi thôi, sống không có giữ giới, không thấy một cái lỗi nhỏ nhặt đi nhỏ đó, nhưng mà mình xem thường nó, mình nghĩ ôi cái điều nhỏ cũng không sao đâu, sợ điều lớn thôi, chứ còn cái điều nhỏ, chúng ta nhớ là giới luật ấy, thì giới có những cái điều gọi là khinh và trọng, tức là nặng và nhẹ, khinh và trọng, nặng và nhẹ. Thì nhiều khi có những người họ coi thường cái điều nhẹ, lại họ chỉ sợ cái điều nặng, cho nên họ không biết tránh xa điều nặng thôi, cái điều mà nó gây đến cái quả báo xấu nặng ấy, cho nên là họ sợ đó. Nhưng cái điều nhỏ họ không sợ, nhưng mà quý vị thấy rằng á, ở đây đó là thấy được cái lỗi nhỏ nhặt, dù là lỗi nhỏ thôi, dù là lỗi nhỏ thì mình cũng phải biết ngăn ngừa, đừng coi thường. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy là điều ác nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Nhưng mà ngược lại đó, thì trong kinh Pháp Cú cái câu thứ hai Phật dạy rằng điều thiện nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Cái hình ảnh mà Đức Phật ngày ví dụ cái bình nước mà nhiễu một lần chỉ một giọt thôi, và cứ ngày này sang tới ngày nọ, giờ này sang tới giờ nọ, thì riết rồi cái bình nước nó cũng sẽ đầy thôi. Và dù cái điều nhỏ, điều bất thiện nhỏ thôi, nhưng mà mình tích lũy vô nhiều á, thì lâu ngày nó sẽ thành những cái điều bất thiện lớn. Cũng như vậy, cái điều thiện nhỏ tuy là mình coi nó thường, nhưng mà rồi đó là mình tích cóp, mình cố gắng vun bồi, mình tạo trữ để mình tạo cái thiện nhỏ, cái việc thiện đó dù nhỏ nhưng mà sau này nó sẽ lớn mạnh, từ ở trong mỗi cái hành vi của mình. Cho nên là nói gì nói, Đức Phật ngài nói rằng một vị tỳ kheo đó có sự chế ngữ, giới bổn Patimokkha, hay là gọi là Ba La Đề Mục Xoa, mình phiên âm là cái chữ Ba La Đề Mục Xoa, tức là sự thu thúc, sự kìm, sự gom lại ở trong cái nghĩa là giới bổn, sự gom lại ở trong cái giới bổn Ba La Đề Mục Xoa. Thì đầy đủ những quy nghi như vậy, cho nên là vị ấy sợ những cái điều lỗi nhỏ nhặt. Cho nên ở đây đó, quý vị thấy rằng nếu mà mình biết xấu hổ và mình biết sợ hãi, hay là trong kinh gọi đó là lòng tàm và lòng quý đó, biết xấu hổ với những điều lỗi nhỏ nhặt thôi thì mình cũng không dám phạm, và mình biết sợ hãi với những điều nhỏ nhặt thôi thì mình cũng không phạm. Chúng ta biết là như vậy. Cho nên nếu như một người biết xấu hổ, xấu hổ ở đây đó là lòng tàm đó, không phải như là những cái người, những cô gái mới lớn mắc cỡ, không phải e thẹn, không phải, mà xấu hổ ở đây là xấu hổ với những cái hành vi của mình. Mình biết cái này nó lỗi nè, mình phải biết mắc cỡ, làm như vậy có đúng không, làm như vậy nó có xứng đáng là một cái người tu sĩ hay không,
nói năng như vậy có xứng đáng là một cái người tu sĩ hay không, hay nói năng như vậy có xứng đáng là một cái người cư sĩ, hay làm như vậy có xứng đáng là một cái người cư sĩ hay không, thì mình phải biết xấu hổ với những điều đó. Xấu hổ, xấu hổ là sợ mình vi phạm, sợ người khác khiển trách. Rồi mình sợ hãi là sợ gì? Sợ người khác khiển trách, thấy không? Sợ bậc thiện trí khiển trách, sợ quả báo xấu. Bởi vì một khi cái hành vi, lời nói, hành động mình bất thiện á, thì mình tạo ra, thì mình sẽ gặt lấy cái quả báo xấu. Mà mình biết sợ thì mình không làm, biết sợ những điều ác xấu mình không làm. Đó là cái điều mà chúng ta thấy gì, lưu ý như vậy. Cần cái điều quan trọng này. Cho nên Phật dạy rằng cái yếu tố thứ hai giúp cho cái nội tâm mình nó lắng dịu đi cái dục tầm, lắng dịu đi cái sân tầm, lắng dịu đi cái hại tầm, là mình cần phải có giới hạn. Và cái yếu tố thứ ba nữa ở đây Đức Phật Ngài nói rằng, nếu mà các thầy mà có ngồi với nhau á, mà nói chuyện với nhau thì nên trao dồi những cái gì. Nếu một cái khi tâm chưa thuần thục á, thì mình nên trao dồi là cái gì? Trao dồi những cái gì để khai mở cái tâm của mình. Tâm của mình được an tịnh, tâm của mình đưa đến sự hiểu biết, hay là tâm của mình đưa đến sự nhàm chán ly tham. Cái điều đó rất là quan trọng. Hay là mình được mở mang cái tri kiến của mình khi mà mình ngồi với nhau mà mình đàm luận. Cho nên á, ở trong một cái đoạn kinh khác thì Phật lại dạy như thế này. Phật dạy đó là các thầy tỳ kheo, khi các ngài thầy hội họp nhau thì có hai việc mà các thầy cần làm, đó là nói năng như chánh pháp và yên lặng của bậc thánh. Yên lặng của bậc thánh. Như vậy thì mình đàm luận những cái gì? Đàm luận về Phật pháp để mở mang cái tri kiến của mình, hiểu biết thêm và cái tâm của mình được an tịnh. Trong khi mình nói chuyện ngồi lại với nhau, mình nói chuyện phiếm, mình nói chuyện đâm lao, mình nói chuyện không có đâu vào đâu, gọi là chuyện phiếm đó, thì nó làm cho cái tâm của mình bất an, làm cho cái tâm của mình không thể an tịnh, làm cho cái tâm của mình bị cuốn hút ở trong dục tư duy, làm cho cái tâm của mình bị cuốn hút trong cái hận tư duy, hại tư duy. Vì vậy cho nên là nếu có ngồi lại với nhau thì nên đàm luận để làm sao cái tâm của mình được ly tham, nhàm chán ly tham, để cái tâm của mình được giác ngộ và khai mở cái tâm của mình, nhất là cái tâm của mình được an tịnh. Điều đó rất là quan trọng. Quý vị thấy rằng như thế này nè, tuy rằng chúng ta nói chuyện phím thì nó không làm tổn và hại gì với ai, trực tiếp gì với ai hết, nhưng mà lâu ngày chày tháng nó làm tổn hại cho mình, nó làm tổn hại cho mình. Một cái người tu mà cứ ngồi suy nghĩ, mình nói chuyện này chuyện nọ, chuyện đầu trên sớm dưới, chuyện người anh a bà mít đó, thì sự thật ra cũng chẳng có lợi gì cho mình hết. Mà cái tâm của mình nó bị cuốn hút theo đó, rồi mình dẫn theo. Chúng ta thấy nè, những cái người đó, nhiều khi người ta coi cải lương á, ngày xưa người ta coi cải lương ở miền Tây, người ta coi cải lương, hay thậm chí ở miền Bắc người ta coi ca chèo đó. Nhiều khi đó là mình là khán giả, mình là khán giả, nhưng mà rồi mình bị nhập vai vô, và khi mà thấy cái vai phản diện nó đóng ác quá thì dắt da, dắt dép, dắt guốc gì đó chậu lên cô đào anh kép đó, chỉ vậy thôi. Là vì sao? Mình quên mình đi. Nhưng mà khi mà mình bị nhập vai do là vì sao? Cứ lâu ngày chày tháng mình nói chuyện phím như vậy, cái tâm của mình bị dắt giận dục tư duy, bởi hận tư duy, bởi hại tư duy, nó cũng chẳng có lợi gì cho mình hết. Mà rốt cuộc lại mình, cái tâm của mình không nhìn lại ra cho chính mình. Đó là cái bất lợi. Vì vậy cho nên Phật nói rằng, nếu mà mình ngồi với nhau á, mà nếu có hai việc cần làm, một là nói năng như chánh pháp và yên lặng của bậc thánh, mình giữ cái tâm an tịnh, giữ cái tâm an tịnh. Cho nên bên trường thiền họ, các cái trường thiền quốc tế, những trường thiền chuyên tu đó, thì họ nói là cái món quà mà tặng cho nhau giữa các cái thiền giả, giữa các vị thiền sinh với nhau, các cái vị hành giả và thiền sinh với nhau, là sự yên lặng. Cái món quà tốt nhất để trao cho nhau đó là sự yên lặng. Cho nên đi khẽ, nói khẽ và chỉ lo cái việc nội tâm của mình thôi. Nếu mà mình giữ yên lặng được là yên lặng của bậc thánh, giữ cái nội tâm của mình thật sự là an tịnh. Mà ở đây nói rõ hơn đó, nói cụ thể hơn đó, rõ hơn đó, là sao?
là chúng ta làm sao đạt được cái sự an tịnh, tức là chúng ta chứng được thiền, hay là chúng ta thành tựu được tuệ, đạo tuệ. Đó trong những cái điều mà chúng ta cần làm nếu để hội họp với nhau, để yên lặng của Bậc Thánh. Còn nếu nói năng, thì nói năng những cái câu chuyện gì nó có lợi cho cái đời sống tu tập của chúng ta, chứ chúng ta không có nói cái chuyện phím. Vì vậy cho nên nếu một cái lời nói mà nói ra để mở mang cái tri kiến của mình, để làm cho cái tâm của mình lắng dịu, nhàm chán, ly tham, thì mình nên nói. Mình mở miệng nói ra đó thì làm cho cái nội tâm mình được an tịnh thì nên nói. Còn nói mà tâm của mình bị phiền não, bị tham dục, bị sân tầm, hại tầm, dục tầm nó khởi lên thì cũng đừng nên nói, đừng nên nói. Cho nên Đức Phật ngài nói rằng nếu mà các thầy ngồi hội họp với nhau thì có hai việc đó cần làm. Cũng như là khi mà mình bàn luận về với nhau Phật pháp thì ở đó nó sáng chói. Cái hội chúng nào cũng vậy. Cái hội chúng dù 5, 10 người, 20 người cũng vậy. Chúng tôi thấy có một vài nơi khi mà mình đi ra ngoài miền Bắc, tức là Hà Nội đó, các cái tỉnh đó, thì chúng ta thấy rằng là nhiều khi có một nhóm Phật tử thôi. Thì chúng ta cũng biết đó là Phật giáo Nam truyền á, mới gần trong những năm gần đây Phật giáo người ngoài miền Bắc đó có thể biết được Phật giáo Nam truyền, cho người ta rất là quan hỷ nghe Phật pháp, học Phật pháp và hành theo Phật pháp. Nhưng mà chúng ta cần phải có cái sự chọn lọc ở trong cái đời sống tu tập của mình, nghe để mà mình có cái sự chọn lọc đó. Thì ở đây đó, cái người tu đó là mình cần phải hiểu để rồi chúng ta hiểu không phải chưa đủ, mà chúng ta cần phải thực hành. Từ cái thực hành đó chúng ta mới có những cái sự trải nghiệm, chúng ta có sự quan hỷ trải nghiệm trong qua cái quá trình mà chúng ta tu tập đó, chúng ta cảm thấy nó là lợi lạc rất nhiều, cho nên cái niềm tin chúng ta càng thêm tăng trưởng, niềm tin đối với giáo pháp chúng ta càng thêm tăng trưởng. Dù là trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng không có bị mai một trong cái niềm tin của mình. Điều đó rất là quan trọng. Như vậy thì cái điều thứ ba ở đây đó, Phật dạy rằng nếu có hội họp với nhau thì các thầy nên nói những cái lời nói thích ứng, lời nói để khai mở tâm, lời nói để làm cho tâm an tịnh, ly tham nhàm chán, đoạn diệt phiền não. Điều đó rất là quan trọng. Điều đó rất quan trọng. Cái điều thứ tư ở trong cái nội dung của bài giảng này đó, thì Phật dạy như thế nào? Phật dạy nói rằng là mình làm gì làm thì cần phải có cái sự tinh tấn. Ở đây đó chúng ta thấy nè, đây là pháp. Lại nữa này mê ý giá, vị tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, kiên trì, kiên quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện. Đây là pháp thứ tư. Như vậy thì ở đây đó, quý vị thấy rằng là Đức Phật ngài dạy cho chúng ta có cái sự tinh tấn. Chúng tôi nhớ rằng người ta có thể tinh tấn ở bên ngoài và người ta có thể có cái sự tinh tấn ở bên trong. Bên ngoài là người ta làm việc này việc kia, người ta siêng năng làm việc này việc kia để thu nhập được những cái tài sản chính đáng do bàn tay lao động của họ. Nhưng mà với một cái người tu thì Phật dạy mình tinh tấn ở trong thiện pháp. Tinh tấn ở trong thiện pháp. Thiện pháp đó thì nói rất là nhiều. Nhiều cái gọi là thiện pháp. Mình giữ giới, mình bố thí, mình cung kính, mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình phục vụ, mình làm các cái công đức thiện sự. Đó là sự tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn ở đây đó thì quý vị biết rằng điều đó rất là quan trọng. Nếu không có sự tinh tấn, không có một cái sự thành công nào, dù là đời hay là xã hội, đời hay là trong đạo cũng vậy, không có cái sự tinh tấn, không có sự siêng năng trong đạo. Cho nên cái sự siêng năng mà chúng ta hiểu ở đây đó là siêng năng sự trau dồi nội tâm của mình, quan trọng lắm. Ở trong tứ chánh cần, trong một trong 37 pháp trợ bồ đề, thì trong đó có bốn cái pháp gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là bốn pháp làm cho sự tinh tấn. Thì Phật dạy sao? Phật dạy như thế này. Phật dạy nó là phải có
thận cần, phải có thận cần, tức là phải cẩn thận, dè dặt, không để cho các cái tư duy, cái tư tưởng bất thiện nó sanh khởi lên. Quý vị thấy không, chúng ta có ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp. Nhưng mà khi mà chúng ta bộc phát lên á, là khẩu nghiệp chúng ta nói năng, thấy không? Tạo ra cái nói năng những cái lời bất thiện, lời ác, rồi có khi là chúng ta bộc phát lên bằng cái hành động, chúng ta hành động thô lỗ, hành động làm tổn thương với chúng sanh khác đó, thì người ta mới biết được là mình hành động bất thiện. Nhưng mà khi tâm mình suy nghĩ thì chưa, không ai biết được cái tâm của mình, ngoại trừ những bậc có tha tâm thông thôi. Còn bình thường thì không ai biết được cái tâm của mình nghĩ gì. Nhưng mà mình để cho cái tâm mình nghĩ những cái phinh hướng của pháp bất thiện đó, thì lâu ngày chày thả thì nó sẽ khiến cho mình có cái hành động hoặc là lời nói, tức là mình nói là cái hành vi bất thiện, hành vi bất thiện khởi lên. Và do vậy đó, thì ở đây đó, Đức Phật ngài nói là mình phải cẩn thận không cho cái tạp niệm khởi lên, cái tạp niệm gọi là dục tư duy khởi lên, tức là nói đến tham. Cái tham nó có nhiều lắm. Người tham cách này, tham cách nọ, tham danh vọng, tiền tài, lợi lộc, tham ái, hỷ nộ, ái ố, tham đủ thứ trên cuộc đời, thích thú cái này hoặc thích thú cái nọ, ham thích cái kia, hoặc là sự thích thú trong ngũ dục, sắc thinh hương vị xúc, chúng ta ham thích, hoặc là ham thích ở trong cái sự tái sanh trong cuộc đời sống, đời sống để thụ hưởng cái gì, mong muốn cái này hoặc là hướng vọng cái nọ, tất cả những điều đó chúng ta được gọi là tham. Cho nên khi mà tham khởi lên thì cái vị hành giả phải biết rằng, cái người tu á, phải biết rằng đây là cái tư duy bất thiện, mình phải ngăn chặn, tức là thận cần, phải cẩn thận, dè dặt. Và trong Kinh Tăng Chi, ở phẩm mà gọi là phẩm chiến sĩ, thì Phật dễ dụ cái người tu giống như là một chiến sĩ. Chiến sĩ trong đời sống, trong mặt trận tâm linh, trong đời sống tâm linh, tức là mình phải chiến đấu với cái dòng của mình. Cho nên là ngay cả những cái ý niệm khởi lên bất thiện thì mình cũng phải ngăn ngừa, không cho cái ý niệm khởi lên bất thiện. Chúng ta biết là như vậy, không cho cái ý niệm khởi lên bất thiện. Đó là cái tinh tấn, đó là tinh tấn. Mà ở đây là gì? Thận cần. Chữ cần ở đây đó là chúng ta hiểu đó là sự siêng năng tinh tấn, cẩn thận dè dặt, cẩn thận không cho những cái ý nghĩ bất thiện, hành vi bất thiện, lời nói bất thiện khởi lên. Chúng ta không cho, không cho những cái ý niệm bất thiện khởi lên. Cái thứ hai đó là pháp bất thiện mà đã có mặt ở trong tâm thì chúng ta phải tìm cách để loại bỏ, mà trong kinh gọi đó là trừ cần, tức là loại bỏ. Người ta có thể loại bỏ bằng giới, người ta loại bỏ bằng niệm, người ta có thể loại bỏ bằng sự kham nhẫn, người ta có thể loại bỏ bằng trí tuệ. Ví dụ như thế này nè, người ta có thể kham nhẫn, có thể loại bỏ những cái ý niệm bất thiện khởi lên đó, là bằng cái sự kham nhẫn. Mình trực nhận ra những điều đó, cho nên là mình phải nghĩ là sao? Mình phải có cái sự kham nhẫn. Mình là người tu, phải có sự kham nhẫn. Kham nhẫn với những người chung quanh, tha nhân, kham nhẫn với hoàn cảnh sống của mình, rồi kham nhẫn luôn cả với đời sống của mình, rồi kham nhẫn luôn cả với cái tư tưởng bất thiện khởi lên, mình phải điều chế nó ngay, điều phục nó ngay. Đó chính một trong cái trừ cần, mà trừ cần ở đây là bằng cái sự kham nhẫn, kham nhẫn. Và nhờ cái sự kham nhẫn đó, đó nó làm lắng dịu đi những cái phiền não. Cái thứ hai đó là cái việc mà người ta diệt trừ đi đó cái phiền não đó, thì bằng cái gì? Bằng giới. Ví dụ mình giữ giới, mình nghĩ mình là người giữ giới, cho nên là mình cứ ngăn ngừa cái hành vi, lời nói, việc làm của mình, đừng có làm. Cái suy nghĩ của mình là mình cũng ngăn ngừa rồi, cái hành vi lời nói của mình cũng ngăn ngừa. Mình không nên nói những cái gì mà nó sai quấy, không nên nói những cái gì mà nó sai trái, và cũng không nên làm những cái gì mà gây tổn thương đến cho mình và cho người khác.
điều đó rất là quan trọng. Cho nên ở đây cũng chính là một trong những cái sự kham nhẫn bằng giới. Cho nên là cái sự điều phục, cái sự điều phục đó là điều phục bằng giới đó, ngăn ngừa bằng giới, ngăn ngừa bằng giới. Vậy thì cái người mà có giới đó là cái người biết ngăn ngừa. Giống như trong Thanh Tịnh Đạo thì Ngài Bồ Tát Cố Xá Ngài nói giới là gì? Giới là hàng rào để ngăn ngừa những cái tội lỗi. Thì mình nhờ có giới ngăn ngừa, và trong cái sự tinh tấn của mình là tinh tấn bằng giới, tinh tấn bằng giới, ngăn ngừa, ngăn ngừa, ngăn trừ, không cho pháp bất thiện khởi lên. Cái thứ ba nữa đó là mình ngăn ngừa bằng gì? Bằng niệm. Tức là cái tâm của mình lúc nào cũng phải có chánh niệm. Đức Phật Ngài dạy là đi, đứng, nằm, ngồi cũng phải có chánh niệm. Cái chánh niệm tức là mình biết những cái gì đang diễn ra, đang có mặt, đang có mặt, đang diễn ra. Như vậy thì ở trong cả cái quay nghi, bước đi, đứng, nằm, ngồi của mình, rồi trong cái hơi thở của mình ra vào, mình cần phải có cái chánh niệm. Và chính cái chánh niệm đó nó làm cho cái tạp niệm không sanh khởi. Cái tạp niệm không sanh. Mà cái khuynh hướng của một người phàm phu, chúng ta lưu ý một điều đó là thường có cái khuynh hướng đến cái dục tư duy, thường có cái khuynh hướng đến cái sân tư duy, hận tư duy, thường có cái khuynh hướng đến hại tư duy. Và do vậy đó là mình phải cần phải có cái sự ngăn ngừa, ngăn ngừa ở đây bằng cái chánh niệm của mình. Mà người có niệm thì cái pháp bất thiện, cái tạp niệm nó không khởi lên. Còn nếu mà mình bị thất niệm thì tạp niệm nó sẽ khởi lên. Thất niệm nhiều á, thì dục tư duy nó sẽ khởi lên, hận tư duy nó sẽ khởi lên, và hại tư duy nó sẽ khởi lên. Và do vậy đó thì với một cái người tu, mình thấy không, những cái bậc mà tu hành mà có những cái sổ đó thì các vị đó có đời sống chánh niệm. Và khi mà có đời sống chánh niệm thì không có những cái lỗi lầm nhỏ nhặt, dù là nhỏ nhặt. Còn ở mà mình bị thất niệm thì dù mình có kiểm thúc như thế nào thì cái thân nghiệp mình chưa tạo ra, cái khẩu nghiệp mình chưa nói ra, khẩu nghiệp bất thiện mình chưa nói ra, nhưng mà cái ý nghiệp của mình đã khởi lên cái dục tư duy, cái hận tư duy và cái hại tư duy đó, khởi lên những cái pháp bất thiện đó rồi. Và do vậy Đức Phật Ngài nói là cần phải có cái chánh niệm. Chánh niệm, nếu không có chánh niệm thì không được. Sự thật ra đó, trong mỗi cái suy nghĩ của mình đều có niệm, nhưng mà nó chưa có phát huy trở thành cái chánh niệm, trở thành một cái đề mục, trở thành một cái công cụ rường cột để trở thành cái cốt lõi trong đời sống tu tập của một vị hành giả tu tập. Bởi mình bị thất niệm nhiều quá thì không thể nào mình có sự thành tựu. Và do đó chánh niệm là một trong những cái yếu tố để ngăn ngừa. Và cái thứ ba, thứ tư, thứ năm nữa đó là gì? Là mình cần phải có cái đời sống hiểu biết. Đó là trí tuệ. Cái yếu tố trí tuệ. Bởi vì không có cái trí tuệ thì không thể nào được. Cho nên là mình ngăn ngừa có thể bằng cái trí tuệ. Hiểu biết ở đây là vô thường. Dù cái lời nói hay hành động, cái lời nói hay là âm thanh, lời hay là cái cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ngay cảnh pháp luôn, cũng đều là thay đổi. Mình hiểu vạn vật trên cuộc đời này là hữu vi là vô thường mà. Hữu vi là vô thường, phải luôn luôn thay đổi, không bao giờ đứng yên. Đó là một trong những cái điều mà mình phải hiểu trong vạn vật. Và khi mà mình hiểu được cái sự biến đổi vô thường như vậy đó, thì cái tâm của mình nó không có dính mắc, không có bám chấp, và mình luôn luôn có được cái sự thoải mái hay cái sự tự tại ở trong mọi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm của mình. Chúng ta lưu ý như vậy. Như vậy thì ở đây cái người mà có chánh niệm rất là cần, và có cái trí tuệ rất là cần hiểu về vô thường, mình hiểu về sự khổ. Một khi mà tâm những cái tư duy bất thiện, mọi cái sự bức bách khổ đau nó sẽ diễn ra trong tâm lý của mình, trong tâm lý của mình. Cho nên cái sự tâm lý
làm cho cái tâm lý được an tịnh, làm cho cái tâm lý được an tịnh. Và vì vậy ở đây đó, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của mình cần phải có cái sự hiểu biết về sự khổ, hiểu biết về vô thường. Cái sự diễn biến của pháp hữu vi nó là vậy. Rồi mình để rồi để chúng ta chấp ngã. Do chúng ta khổ, vì chúng ta khổ cho nên là chúng ta phải vì chúng ta chấp ngã cho nên chúng ta phải khổ. Chấp ngã là gì? Tôi thấy nè, tôi nghe nè, tôi ngửi nè, tôi nếm, tôi xúc chạm nè, tôi suy tư thôi nè. Vì cái đó, cái này của tôi nè, cái kia của tôi, một khi cái này bị mất, cái kia bị mất, chúng ta khổ lắm. Có nhiều cái khổ lì ở trong đời. Cho nên quán pháp này thì chúng ta thấy là bản chất của thế gian là vô thường, bản chất của thế gian là khổ, bản chất của thế gian là vô ngã. Vì vậy ở đây Đức Phật tốt thương là cần phải có cái trí tuệ để thấy cái mình. Mình có cái chánh niệm để mình ghi nhận biết rõ, nhưng mà nhờ có cái trí tuệ quán như vậy để chúng ta thử sợt là có một cái trí tuệ để thông suốt. Và đến khi nào chúng ta có một cái tuệ gọi là tuệ giác hay là tuệ của đạo quả, tuệ của bậc thánh, thì cái tuệ đó nó sanh khởi lên để nó đoạn trừ cái tham ái, đoạn trừ cái ngã chấp, chúng ta mới có thể là thành tựu được cái sự an lạc từ nội tâm. Như vậy thì ở đây đó, chúng ta đời sống tu tập này, chúng tôi xin thưa là chúng ta không thể thiếu giới, chúng ta không thể thiếu cái pháp bố thí hay là cái pháp cung kính, và chúng ta không thể thiếu cái pháp hành thiền, thiền tập, tức là phát triển nội tâm. Dù chúng ta phát triển bằng cái gì, bằng cái gọi là samatha phawana, tức là phát triển bằng thiền định hay là thiền chỉ, hay hoặc là chúng ta phát triển bằng thiền tuệ hay là thiền quán, tức là vipassana phawana, tức là phát triển bằng hai cái phương pháp đó đó, để rồi chúng ta có được cái sự thành tựu nhất định ở trong cái đời sống tu tập của mình. Nhưng mà mình cần phải có những cái điều kiện, những cái pháp để hỗ trợ giúp cho mình dễ thành tựu ở trong cái đời sống phạm hạnh này, đời sống phạm hạnh này. Thì như vậy đó, ở đây đó, chúng ta thấy ở trong cái kệ ngôn này Đức Phật ngày dạy rằng gì? Các tầm nhỏ tế hiện hành ý quan hỷ, do không biết đến chúng tâm động chạy nhiều đời. Nếu biết chúng tầm tư nhiệt tâm và chánh niệm chế ngự được tư tưởng, khi ý khỉ bậc chánh giác bỏ chúng không còn chút dư tàn. Tức là chỉ một bậc thánh mà để cho cái đời sống của mình đi đến cái thành tựu được những cái tri kiến, thành tựu được cái giác tuệ, tuệ giác đó, thì chúng ta cần phải có cái năm cái pháp này. Cái pháp thứ nhất, chúng tôi xin lặp lại, cái pháp thứ nhất đó là Đức Phật ngày dạy rằng cần phải có bạn lành, hay là cần có những cái thiện hữu là bạn lành. Cái pháp thứ hai thì cái người đó tu tập á, cũng cần phải có cái giới hạnh ở trong đời sống, bởi vì ràng ra ngăn ngừa những cái tội lỗi, những hành vi tội lỗi của mình. Cái thứ ba nữa đó là khi chúng ta có đàm luận thì hãy đàm luận những cái điều gì để tâm mình được mở ra, tâm mình được nhàm chán ly tham, để đoạn trừ những cái phiền não, mở mang những cái trí tuệ, thì chúng ta nên đàm luận. Và cái thứ tư là mỗi cái người tu của chúng ta cần phải có cái sự nhiệt tâm, cần có cái sự nỗ lực, cần có cái sự tinh tấn, thì chúng ta mới có thể thuần thục lần lượt được. Còn nếu không thì chúng ta khó bao giờ có thuần thục, dù chúng ta có mong muốn rất nhiều nhưng chúng ta chưa có thể thành tựu được. Và cái pháp thứ năm là pháp cuối cùng đó, là đời sống phải có trí tuệ. Trí tuệ ở đây
nói trong một cái cách đời thường đó, là chúng ta nhìn về quán về vạn vật trên cuộc đời này, về khổ, về vô thường, về vô ngã trong trong mọi pháp, từ cái pháp hữu vi, về khổ, về vô thường, về vô ngã, để chúng ta đừng có cái tham ái, đừng có cái ngã chấp. Và đó cũng là cái điều kiện để giúp cho chúng ta đi đến cái sự thuần thục, đi đến cái sự thuần tục, mà diệt trừ được ba cái tư duy bất thiện, hay là ba cái tầm bất thiện, tức là dục tầm, sân tầm, cái tầm. Và đó là ba căn gốc của phiền não, chúng ta cũng có thể gọi như là căn gốc của phiền não, để rồi chúng ta đạt được cái sự an lạc giải thoát, như là cái điều mà Đức Phật này dạy cho tôn giả Mê Ghi Giá. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa, và xin hứa nguyện phần phước này đến chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc, để chúng ta sống trong đời sống tu tập của mình có lợi ích cho đời sống tu tập của mình. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tòa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tòa Pháp Tăng. Và con kính thỉnh Thượng Tòa Pháp Tăng chúc phúc cho trong chúng con cho được trọn vẹn phước báo, vì Thượng Tòa Minh Hạnh đã rời rung. Và con kính dâng mít đến Thượng Tòa Pháp Tăng.